Ngày 14 tháng 7, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, phong trào thi đua yêu nước trong khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua được triển khai quyết liệt và phát huy hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn của từng đơn vị. Bên cạnh đó, công tác thi đua đã kịp thời biểu dương, động viên những đóng góp của các tập thể cá nhân trên tinh thần tiết kiệm đúng quy định của luật thi đua khen thưởng. 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối được Thủ tướng Chính phủ tặng một cờ thi đua, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng một cờ thi đua, hai bằng khen. Ngoài ra, các tập thể cá nhân thuộc các đơn vị trong khối cũng nhận được huân chương lao động của Chủ tịch nước, nhiều giấy khen bằng khen của các cấp các ngành. Phát huy kết quả đạt được 6 tháng cuối năm 2022, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, giám sát phong trào thi đua và thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua cho những năm tiếp theo.